Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Minh Vương tên thật là Nguyễn Văn Vương, là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng được nhiều khán giả hâm mộ. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật cải lương nước nhà, năm 2007, nghệ sĩ Minh Vương được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 14 tuổi, Minh Vương đã bắt đầu làm diễn viên, được đứng trên sân khấu trong nhiều vai phụ, vai nhỏ. Năm 18 tuổi, nghệ sĩ Minh Vương mới được vào vai kép chính. Ngoài 70, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương chọn sống bình thản, tích cực ca hát sau khi trải qua nhiều thăng trầm bạo bệnh. Ông ước nguyện mình khỏe mạnh để thực hiện những dự định còn dang dở. Chia sẻ với Vietnamnet, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương cho hay ông và bà xã vừa hoàn thành mũi tiêm ngừa COVID-19 đầu tiên. 3 tháng qua, nam nghệ sĩ gần như không ra khỏi nhà. Do có sẵn bệnh nền trong người, ông ý thức không tiếp xúc người lạ để tránh lây nhiễm bệnh. Mọi công việc đi chợ, mua nhu yếu phẩm và lấy thuốc từ bệnh viện đều nhờ người quen làm giúp. Thời điểm thành phố Hồ Chí Minh bùng dịch và diễn biến phức tạp, vợ chồng Minh Vương ban đầu không khỏi hoang mang. Do phải ở nhà quá lâu, nam nghệ sĩ cho rằng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém thể chất. Mỗi ngày, ông chăm chỉ tập thể dục, chạy bộ. Với ông, đây là cách làm hiệu quả để đẩy lùi bệnh tật. Lúc rảnh rỗi, Minh Vương đọc sách, chơi đùa cùng hai chú chó được đặt tên Sexy và Sushi. Nghệ sĩ thỉnh thoảng vào bếp phụ bà xã nấu trà, làm các món bánh để giết thời gian do các con cháu ở riêng. Trong nhà chỉ có mỗi tôi và bà xã. Hai vợ, chồng đều lớn tuổi, tôi lại có nhiều căn bệnh nền nên chúng không khỏi lo lắng. Vợ chồng tôi động viên nhau phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, tuân thủ nghiêm quy tắc phòng dịch để bảo vệ bản thân. Những ngày này, chứng kiến những người bạn ra đi đột ngột mà không thể đến tiễn đưa, tôi thực sự đau xót, ông nói. Minh Vương mong sớm được đi hát trở lại. Ngoài 70, hạnh phúc của ông là được tiếp tục đắm mình trong ánh đèn sân khấu. Trước đó, nam nghệ sĩ ra mắt nhiều bản tân cổ, đổi mới cách hát và hình thức biểu diễn. Sau Con Bướm Xuân, Hồng Cảm Xúc, Bạc Trắng Tình Đời, Nhỏ Ơi, Vợ Người Ta, ông vẫn đang ấp ủ một số sáng tác mới. Hình ảnh người nghệ sĩ già vẫn quắc thước, nhiệt huyết trên sân khấu khiến khán giả vừa thương, vừa cảm phục tấm lòng trọn vẹn với nghệ ở tuổi xế chiều. Trước dịch, ông vẫn ngồi ghế sơ khảo cuộc thi Chuông Vàng Dạo Cổ, đồng hành suốt 15 mùa. Nam nghệ sĩ mong muốn dùng kinh nghiệm và kỹ năng ca hát truyền lại lớp trẻ, qua đó tìm kiếm những gương mặt kế cận. Ông mong khi dịch qua đi, khán giả vẫn thương và tiếp tục ra rạp ủng hộ nghệ sĩ. Minh Vương quan niệm cuộc đời mình sau bao thăng trầm, tưởng đã gục ngã thì nhờ tình thương của khán giả cứu sống. Ông xem công chúng là người thân, còn cải lương là một phần máu thịt không thể tách rời. Mỗi lần đi hát, ông được mọi người bắt tay, ôm hôn thắm thiết, có khán giả tặng vài món quà quê, dặn dò giữ sức khỏe. Những cử chỉ dung dị này khiến ông ấm lòng. Mỗi ngày tôi vẫn nguyện thanh, giữ gìn làn hơi, thật khỏe khoắn. Giờ mình có tuổi không thể đòi hỏi hát như trước. Mấy lần biểu diễn xong, khán giả cũng chạy theo sau động viên. Minh Vương ơi, dáng khỏe để hát cho tụi tôi nghe nữa nghe. Hay có hôm tôi không khỏe, ho nhiều bà con kêu đừng hát, cứ đứng nói chuyện giao lưu là đủ vui rồi. Bấy nhiêu đó quá đủ cho một cuộc đời nghệ sĩ về già, ông nói. Theo Minh Vương, đa số các nghệ sĩ cải lương tuổi xế chiều đều sống trong cảnh nghèo khó, túng quẫn, một phần vì lĩnh vực xuống dốc, phần khác cũng bởi những biến cố cuộc đời ập đến không ai ngờ được. Khi may mắn sống cảnh sung túc, ông luôn trăn trở san sẻ tình thương đến đồng nghiệp. Nam nghệ sĩ mấy năm qua luôn tổ chức kêu gọi, gây quỹ chương trình thiện nguyện, dẫu ít hay nhiều. Ông muốn dùng vào việc tặng quà hoặc xây những căn nhà tình thương cho người có hoàn cảnh khó khăn. Thật ra, chúng tôi cũng không giàu có lắm đâu, mỗi lần quyên góp cũng chỉ vừa phải, nhưng nhất quyết không bỏ rơi nhau. Ai có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, ít nhiều gì cũng quý, chứng tỏ cái tình của mình. Nghệ sĩ trải lòng, Minh Vương luôn tự hào về người vợ của mình. Ông nhận xét bà là người đảm đang, giàu đức hy sinh và luôn giữ giá trị gia đình. Mấy mươi năm qua, bạn đời lo cho nghệ sĩ cả miếng ăn, giấc ngủ trước mỗi buổi diễn của chồng và cũng tự tay chuẩn bị từng bộ trang phục,
là ủi thật phẳng, phiu và thường thức đợi ông về mỗi đêm. Nghệ sĩ chia sẻ bí quyết gìn giữ hạnh phúc là phu thê phải tương kính như tân, phải tôn trọng và dành cho nhau sự tự do về cảm xúc, nếp sinh hoạt, cũng vì không ngừng thổi lửa, vun vén, tình nghĩa đôi vợ chồng già vẫn tràn đầy sau ngần ấy năm. Minh Vương ngẫm cuộc đời ông xế chiều viên mãn, sung túc, so với nhiều đồng nghiệp, ông may mắn có gia đình hạnh phúc, vợ hiền và các con thành đạt. Nam nghệ sĩ sống yêu đời, lạc quan bởi ý thức đang sống thay cho một cuộc đời của người đàn ông 44 tuổi, người đã hiến tặng cho ông quả thận trước khi mất. Tôi vẫn lạc quan, yêu đời và sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nhưng thú thật, ở tuổi này người ta không thể không lo nghĩ cho sức khỏe. Những cơn đau, trận ốm đôi lúc khiến tôi quỵ ngã vì tưởng không thể vượt qua. Tôi ý thức sống chậm lại một chút để được sống lâu với nghệ thuật và theo đuổi ước mơ của chính mình. Nam nghệ sĩ chia sẻ ước nguyện cuối đời. Cuối năm 2020, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm hoạt động nghệ thuật, những tư liệu tổng hợp chặng đường làm nghề với các đĩa hát, bài báo, tranh ảnh kỷ niệm cùng đồng nghiệp, khán giả, được ông xem như kỷ vật, nâng niu và mang ra giới thiệu như một sự tri ân với nghề, đồng nghiệp và khán giả. Với sự nghiệp hơn nửa thế kỷ, Minh Phương được khán giả yêu thích qua các vai diễn trong các vở Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu, Máu Nhuộm Sân Chùa, Dạng Ngọc Côn Sơn, cùng hàng trăm ca khúc tân cổ, vọng cổ. Ông và nghệ sĩ Lệ Thủy được ví là cặp đôi vàng của sân khấu cải lương miền Nam khi cùng tạo nhiều dấu ấn đẹp trong nghệ thuật. Tháng 8 năm 2019, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.